Thắng Hoàng xin chào tất cả các anh em nhé. Chào toàn thể mọi người. Trong clip ngày hôm nay thì Thắng Hoàng lên sóng thanh lý cho anh em cặp súp. Đấy, cặp súp 50. Thì cái này thì anh em cũng có những người có những không gian lớn anh em dùng gia đình. Có những người mua về làm sự kiện, làm kéo kéo. Đấy, đây là mẫu loa súp 50 đơn. Mẫu thùng đây anh em nhé. Mẫu thùng thì hai bên có tay sách. Phần trên thì có lỗ cắm linh loa. Đó, súp này là súp mặt. Thì anh em xem những các mẫu súp thì như này anh em biết rồi. Cái lưới thì em chưa có vệ sinh. Thì cái thùng này thì em đã vệ sinh qua cho anh em rồi. Còn để đây nó bụi, anh em mua lau chùi cho anh em thôi nhá. Đấy, hiện tại là có hai chiếc. Đây, chiếc đó và chiếc đây. Để nói về phần về mẫu thùng thì nó cũng xem ná ná nhau thôi. Anh em cũng không cần phải lựa chọn quá làm cái gì. Còn cái thùng này thì nó không có lỗ cắm ở trên, nó không có cốc và loa cốc cắm ở trên nhá. Đấy. Thì bây giờ bát thì Thắng Hoàng sẽ cho anh em xem thanh lý cho anh em. Trường. Vào đây lấy cả bát này ra đây. Đây anh em xem qua cặp bát này thì Thắng Hoàng báo giá cho nhá. Đấy. Bê cái bát đấy ra. Cảm ơn đấy. Đây, bát 50 đây, úp xuống. Đấy, đây anh em nhá. Bát 50 đây. 2 4 6 8 loại bát này 6 lỗ này, 8 lỗ này, cầm cái bát kia đây. Đấy, có hai chiếc bát, nói chung là nó đều là cái dòng gần 3 sóng anh em nhá. Đấy. Đây, ok chưa? Lật úp xuống. Đấy. Cái này thì mặt đít bát là không có lỗ nhá anh em nhá. Đấy, hai quả này thì anh em mua thì Thắng Hoàng bán cho anh em một quả súp này lau chùi vệ sinh sạch đẹp, sơn thùng vách lại làm đẹp luôn. Cái mẫu có lỗ này bán cho anh em 4,2 triệu. Cái mẫu không có lỗ kia bán cho anh em 4 triệu. Anh em chọn lựa cái nào anh em lấy thì anh em lấy nhé. Liên hệ cho Thắng Hoàng, gọi điện trực tiếp qua 0969 800 985. Ok, Thắng Hoàng xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác.